Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin chuyên gia cảnh báo Trung Quốc sẽ sử dụng vũ lực bất cứ lúc nào ở Trường Sa. Tình hình Biển Đông vẫn đang sôi sục bởi các hành động hung hăng và liên tiếp của Trung Quốc sau khi tuyên bố thành lập chính quyền ở khu Tây Sa và khu Nam Sa vào ngày 18 tháng 4 năm 2020. Trung Quốc tiếp tục lấn thêm những bước đi mạnh bạo. Đó là vào ngày 17 tháng 4 năm 2020, Trung Quốc tiếp tục gửi công hàm để đáp trả công hàm ngày 30 tháng 3 của Việt Nam với một câu mang hàm ý hết sức đe dọa. Đó là Trung Quốc cương quyết yêu cầu Việt Nam rút tất cả người và vật dụng trên các đảo và đá ở Trường Sa. Giới bình luận cho rằng với hành động và động thái liên tiếp xảy ra những ngày gần đây cho thấy khả năng Trung Quốc có thể dùng vũ lực bất cứ lúc nào như các dấu hiệu trước đây vào năm 1974 khi Trung Quốc chiếm Hoàng Sa và năm 1988 khi Trung Quốc tấn công một số đảo ở Trường Sa. Đây là những hình ảnh đăng trên báo Tuổi Trẻ với tựa đề Hải chiến Hoàng Sa và cuộc chiến không thể nào quên về cuộc chiến của lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa chống lại cuộc tấn công bằng vũ lực của Trung Quốc vào ngày 17 và 18 cho đến ngày 19 tháng 1 năm 1974 thì mất Hoàng Sa vào tay Trung Quốc. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa có 75 binh sĩ tử vong bao gồm hạm trưởng Ngụy Văn Thà. Ngoài ra, Bộ Dân chính Trung Quốc vào ngày 19 tháng 4 còn thực hiện một động thái ngang nhiên nữa, đó là công bố cái gọi là xưng danh tiêu chuẩn cho 25 hòn đảo, bãi đá cùng 55 thực thể địa lý dưới đáy biển ở vùng Biển Đông. 25 đảo, bãi đá cùng 55 thực thể được đặt tên này tập trung ở phần phía tây của Biển Đông, một số nằm dọc theo đường lưỡi bò và rất sát với Việt Nam. Chẳng hạn, Nhàn Đàm Hải Đàn cách Cam Ranh chỉ khoảng 60 hải lý hoặc là Vạn Anh Hải để Hạp Quốc Quần, các đảo cách đảo Phú Quốc, Phú Quý chỉ khoảng 50 km. Tiêu Tương Hải Khâu cách Hòn Hải khoảng 45 hải lý mà thôi. Động thái này một lần nữa cho thấy Trung Quốc càng ngày càng thể hiện tham vọng độc chiếm Biển Đông khi đồng loạt triển khai nhiều hành động trên cả thực địa, pháp lý và hành chính. Và công hàm của Trung Quốc vào ngày 17 tháng 4 đã thể hiện điều gì? Một câu hỏi được đặt ra. Vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, Việt Nam đã gửi công hàm để khẳng định chủ quyền của mình trên đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như phản đối các lập luận vô lý và phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Đồng thời, vào ngày 14 tháng 4 năm 2020, Việt Nam cũng gửi thêm hai công hàm để đáp lại quan điểm của Malaysia và Philippines. Vào ngày 17 tháng 4 năm 2020, Trung Quốc đã gửi công hàm tới Liên Hợp Quốc để đáp trả. Ngoài phần đầu lặp lại các yêu sách đã phản đối Malaysia, Philippines và Việt Nam trước đây, Trung Quốc còn nhắc lại Việt Nam đã thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc tại Hoàng Sa và Trường Sa với công thư vào năm 1958 của Thủ tướng Việt Nam lúc đó là ông Phạm Văn Đồng. Ngoài ra, Trung Quốc còn cho rằng cho tới thập kỷ 70 của thế kỷ 20, phía Việt Nam đã luôn chính thức công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là một bộ phận lãnh thổ lâu đời của Trung Quốc. Và Trung Quốc ghi rằng, vào ngày 4 tháng 9 năm 1958, Chính phủ Trung Hoa ban hành tuyên bố một lãnh hải rộng 12 hải lý. Quy định này áp dụng cho tất cả các lãnh thổ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm quần đảo Hoa Đông, Hoàng Sa, Trung Sa, Trường Sa và tất cả các đảo khác thuộc Trung Hoa. Đây là hình ảnh Thủ tướng Phạm Văn Đồng của Việt Nam khi đó và công hàm năm 1958 về Biển Đông gây tranh cãi. Vào ngày 14 tháng 9 năm 1958, Thủ tướng Phạm Văn Đồng của Việt Nam đã gửi công hàm ngoại giao tới Thủ tướng Chu Ân Lai và tuyên bố long trọng rằng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa công nhận và ủng hộ tuyên bố của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về quyết định liên quan đến lãnh hải của Trung Quốc được đưa ra vào ngày 4 tháng 9 năm 1958 và khẳng định rằng Chính phủ của Việt Nam tôn trọng quyết định này. Công hàm Trung Quốc cũng nêu ra căn cứ pháp lý như vậy. Thêm nữa, Trung Quốc còn cho rằng sau năm 1975, Việt Nam đã vi phạm nguyên tắc không làm ngược với lời nói trước đó trong luật quốc tế vì đã có hành vi yêu sách trái phép đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc cũng ngang ngược khẳng định rằng Việt Nam đã sử dụng vũ lực trái phép để chiếm đoạt các đảo và đá thuộc Trường Sa vốn thuộc Trung Quốc. Đặc biệt trong công hàm này của Trung Quốc còn có thêm một câu, Trung Quốc cương quyết yêu cầu Việt Nam rút tất cả người và vật dụng trên các đảo và đá ở Trường Sa. Ngay sau khi gửi công hàm nói trên, ngày 18 tháng 4,
Trung Quốc đã ra tuyên bố thành lập cái gọi là quận Tây Sa và Nam Sa thuộc quản lý Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, lấy bãi đá chữ thập và Trung Quốc chiếm được của Việt Nam làm đại bản doanh, tức là cơ quan chính quyền quản lý hai quận này. Đây là hình ảnh chụp từ năm 2019 khi Trung Quốc bắt đầu cải tạo và mở rộng bãi đá chữ thập thành đảo nhân tạo lớn nhất quần đảo Trường Sa và có diện tích tới 2,74 km2 với tổng kinh phí hơn 73 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương khoảng 11,5 tỷ đô la. Trung Quốc xây dựng trên đá chữ thập 9 cầu tàu, 2 bãi đáp trực thăng, 10 anten liên lạc qua vệ tinh và một trạm radar, đặc biệt là việc xây dựng một đường băng dài 3.125 m và rộng 60 m theo cập nhật của truyền quốc tế. Và có vẻ như Trung Quốc đã kích hoạt một giai đoạn mới trong dã tâm bành trướng của họ ở Biển Đông. Đây có thể được gọi là tín hiệu cho thấy Trung Quốc có thể gia tăng các biện pháp cưỡng chế hoặc dùng đến vũ lực để chống lại các quốc gia yêu sách khác. Và trong bài viết của ông Nguyễn Hồng Thao, vốn là đại sứ Việt Nam tại Malaysia, đăng ngày 19 tháng 4 năm 2020, tác giả đã đặt ra câu hỏi và khả năng đây là tín hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ sử dụng vũ lực đối với Việt Nam. Điều này được suy luận bởi trong các công hàm đáp trả Malaysia và Philippines của Trung Quốc, cùng thời gian này không có câu tương tự. Theo sự tìm kiếm của dự án Đại sứ ký Biển Đông, thì trong một tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 22 tháng 2 năm 1988 cũng có một câu tương tự như sau. Phía Việt Nam phải rút khỏi các đảo và các cụm san hô này nếu phía Việt Nam cản trở các hành động chính đáng của Trung Quốc tại các khu vực đã nói trên, bất chấp sự nhất quán của Trung Quốc thì Việt Nam sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước các hậu quả phát sinh. Và như chúng ta đã biết, Trung Quốc tuyên bố câu này vào ngày 22 tháng 2 năm 1988, thì ngày 14 tháng 3 năm 1988 đã xảy ra sự kiện Hải quân Trung Quốc thảm sát lính công binh Việt Nam tại Gạc Ma. Chính vì vậy, việc cảnh giác trước các tín hiệu đe dọa sử dụng vũ lực của Trung Quốc trong thời điểm này là không phải thừa. Và các kịch bản sử dụng vũ lực của Trung Quốc dự kiến sẽ xảy ra như thế nào? Một câu hỏi cũng được đặt ra. Đây là hình ảnh cuộc tuần hành quanh Hồ Hoàn Kiếm của các nhà hoạt động ở Hà Nội tưởng niệm ngày 14 tháng 3 năm 1988, ngày quân Trung Quốc tấn công đảo Gạc Ma ở Trường Sa và giết chết 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam. Vậy nếu Trung Quốc sử dụng vũ lực thì sẽ sử dụng vũ lực ra sao? Sau đây có thể có hai khả năng. Một là Trung Quốc có thể sẽ nổ súng, cướp quyền kiểm soát tại 21 cấu trúc mà Việt Nam đang nắm giữ tại Trường Sa. Kịch bản này có thể xảy ra nhưng với khả năng rất ít, bởi vì thực lực trên Biển Đông của Hải quân Trung Quốc đang ngày càng lớn mạnh, nhưng Hải quân Việt Nam cũng có những bước tiến về chất và lượng. Và chúng ta nên biết, nếu chỉ đơn thuần so sánh tiềm lực của hai bên thì đó là một sự khập khiễng, nhưng Trung Quốc chỉ có thể mang một phần tiềm lực hải quân của họ ra để chiến đấu với Hải quân Việt Nam tại đây. Và thế và lực của Việt Nam không phải như hồi năm 1988, với sự lên tiếng ủng hộ Việt Nam của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, cho thấy Việt Nam hiện nay có sự ủng hộ của nhiều bạn bè quốc tế. 3. Đây không phải là thời điểm thích hợp cho việc Trung Quốc phát động một cuộc chiến. Hoa Kỳ và Trung Quốc đang trong một cuộc chuyến thư hùng cạnh tranh chiến lược với nhau, với các hành động vô trách nhiệm và của Trung Quốc đối với đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã gây ra toàn cầu, đã khiến nhiều quốc gia phương Tây đã phải ngả về phía Hoa Kỳ. Và nếu Trung Quốc tiếp tục gây chiến trong thời gian này, sẽ là dịp để cả thế giới ngả hơn nữa về Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ bị cô lập. Điều này Trung Quốc không hề muốn. Và cái mà Trung Quốc muốn là không đánh mà vẫn đạt được mục đích độc chiếm Biển Đông. Vì thế, tình huống này khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, Trung Quốc có khả năng sử dụng các đội tàu của mình, từ tàu hải quân đến các tàu hải cảnh, kiểm ngư cùng các tàu dân quân biển của mình để đe dọa, bao vây các nhà giàn DK gần khu vực bãi tư chính mà Việt Nam hiện đang kiểm soát. Kịch bản mà Trung Quốc đã áp dụng thành công khi chiếm thế thượng phong giành quyền kiểm soát tại Sacbonth từ tay Philippines vào năm 2012 có thể được lặp lại dưới một hình thức mới. Và chính vì vậy, Việt Nam cần có kịch bản tương ứng để đối phó với các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra như vậy. Đây là hình ảnh đảo Gạc Ma của Việt Nam bị cưỡng chiếm vào ngày 14 tháng 3 năm 1958, nay đã được Trung Quốc xây dựng thành một căn cứ quân sự quy mô. Nhận định tình hình trên hôm 20 tháng 4 năm 2020 từ Hà Nội, tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới của chính phủ Việt Nam đã nói với đài BBC tiếng Anh như sau. Tôi nghĩ rằng dùng chữ bàn đạp cũng có thể được, nhưng đây có thể nói là những mũi tiến công dọn đường, chuẩn bị cho những chiến dịch mới của Trung Quốc mạnh mẽ hơn, lớn hơn mà khả năng của nó có thể là dùng quân sự, có thể là dùng phối hợp với các biện pháp dân sự, kinh tế, kỹ thuật mà thường được gọi là chiến tranh mềm.
để mà gây ra sức ép buộc các nước khác phải thừa nhận yêu sách phi lý của họ. Ông nói tiếp, theo tôi, chúng ta không loại trừ khả năng Trung Quốc bất ngờ có hành động quân sự đồng thời hoặc liền chuỗi ở hai thời điểm này, bởi vì Trung Quốc, như mọi người biết, trong khi họ đang thực hiện các chiến lược của mình, thì họ thường áp dụng kế sách dương đông kích tây rồi gây rối loạn nhiều nơi để mà họ có thể đục nước béo cò. Và lần này, chỉ riêng chuyện họ di chuyển các con tàu để gọi là nghiên cứu đó xuống Biển Đông và Nam Biển Đông mà dưới danh nghĩa là tự do hàng hải, theo quy định của Công ước Quốc tế về Luật Biển, thế nhưng họ đi ngang mà không phải để là đi chơi. Và ông cho biết thêm, họ sẽ làm được cái gì đấy, nhưng có thể gây ra một sự chú ý, đánh lạc hướng nào đó để họ tiến hành một hoạt động mạnh mẽ hơn khác ở vùng khác, trong đó vấn đề eo biển Đài Loan cũng không thể loại trừ khả năng này. Cùng ngày 20 tháng 4, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cấp cao tại Singapore đã nói với đài BBC nọ rằng Nhật Bản, Úc, Ấn Độ hành động theo khung Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ngoài ra, Nhật, Úc hoạt động trên cơ sở đồng minh chiến lược của Mỹ. Và các nước ASEAN thì có 4 nước có tranh chấp quyền ở Biển Đông. Những nước này đang cùng với toàn bộ 6 nước khác trong ASEAN đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC với Trung Quốc, không có kết quả mong muốn. Và đến nay, tất cả các nước, kể cả Nhật Bản, Úc, Ấn Độ đều theo đuổi các biện pháp hòa bình. Đây là hình ảnh Hải quân Mỹ vào ngày 21 tháng 4 đã xác nhận có 2 tàu chiến đang hoạt động ở Biển Đông sau khi có thông tin nhóm tàu khảo sát Hải dương Địa chất 8 của Trung Quốc thực hiện tại vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Tàu tấn công đổ bộ USS America cùng tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill đã được triển khai và đang hoạt động ở Biển Đông. Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bà Nicole Chetman đã nói với hãng truyền thông Reuters như vậy. Và thông tin cho biết, Trung Quốc luôn coi các tính toán và hành động của họ đối với Biển Đông là khả thi. Đến nay, các hành động dựa trên vũ lực của Trung Quốc chiếm giữ các đảo, đắp đảo, quân sự hóa ở Biển Đông một cách phi pháp, các hoạt động phi pháp khác đều có kết quả như Trung Quốc mong muốn. Và cộng đồng quốc tế, theo tôi, chưa hề có các biện pháp khả thi nào để ngăn chặn Trung Quốc ở Biển Đông. Các nước có tranh chấp ở Biển Đông đến nay mới chỉ có Philippines khởi kiện Trung Quốc, nhưng phán quyết của Tòa trọng tài thường trực PCA vào năm 2016 cho Philippines không được Trung Quốc công nhận và tuân thủ. Và tuyên bố Tứ Sa và tuyên bố đường lưỡi mỏ đều là mập mờ, đều là công cụ pháp lý mập mờ của Trung Quốc nhằm độc chiếm Biển Đông. Tuyên bố Tứ Sa sử dụng vài thuật ngữ trong UNCLOS 1982 cho có vẻ có tính pháp lý, nhưng thực chất không có ý nghĩa pháp lý gì. Vào năm 2017, Trung Quốc thêm Đông Sa vào đường lưỡi bò, trong đó đã có Trung Sa, Tây Sa tức là Hoàng Sa và Nam Sa tức là Trường Sa, ngoài ra không có gì khác. Và liệu Trung Quốc đã sẵn sàng tấn công hay chưa là một câu hỏi được đặt ra. Về tình hình liên quan đến Trường Sa, eo biển Đài Loan và đặc biệt các diễn biến mới đây trên Biển Đông và khu vực, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp bình luận tiếp như sau. Có thể thấy trong chính sách, từ các tuyên bố của lãnh đạo Trung Quốc từ năm 2012 đến nay và các bố trí lực lượng quân sự từ việc quân sự hóa Biển Đông và eo biển Đài Loan, có thể thấy Trung Quốc đã sẵn sàng tấn công Đài Loan và tấn công Việt Nam ở Biển Đông, ở Trường Sa. Tuyên bố lập hai huyện ở Biển Đông vào ngày 17 tháng 4 năm 2020 đương nhiên có liên quan đến các chuẩn bị dùng vũ lực để đánh chiếm các điểm chủ yếu ở Trường Sa bất cứ lúc nào Trung Quốc thấy có thể. Và Việt Nam đã chuẩn bị đáp ứng mọi tình huống trong quan hệ với Trung Quốc, trong đó có các quan hệ liên quan đến Biển Đông. Truyền thông Việt Nam cho thấy nếu Việt Nam bị xâm lược, Việt Nam sẽ bảo vệ đất nước, giáng trả và đánh đổi xâm lược. Cũng trong thời gian này, người đứng đầu nhà nước là ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gần như vắng bóng trên chính trường. Vậy Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bộ máy của Chính phủ Việt Nam sẽ có lựa chọn nào trong thời gian tới để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi chiến tranh với Trung Quốc có thể xảy ra trên Biển Đông? Đây là câu hỏi được đặt ra và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát và bình luận trong thời gian tới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2020 với bản tin chuyên gia cảnh cáo Trung Quốc sẽ sử dụng vũ lực bất cứ lúc nào ở Trường Sa. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.